Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Chelsea và câu lạc bộ Wimbledon. Đây là trận đấu thuộc cúp Liên đoàn Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng ngày 31 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì các cầu thủ Chelsea trận đấu này sẽ là những người được đánh giá của trên và sẽ chấp Wimbledon với mức kèo là 2,25. Mức kèo cũng có thể hạ xuống còn 2 trái và tăng 2,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3 trái và 3,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm nha. Đặc biệt là cái trang này nó có giao diện rất là dễ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Trong quá khứ thì Chelsea và Wimbledon cũng có một lần đối đầu với nhau và lần đối đầu đó Chelsea đã giành chiến thắng trước Wimbledon. 5 trận thi đấu gần nhất của Chelsea thì Chelsea thắng 2, hòa 2 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Wimbledon thì Wimbledon thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Chelsea chấp 2,25 hoặc là an toàn hơn. Các bạn có thể là lựa mức kèo phụ Chelsea chấp 2 trái thôi nha. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao, tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Wimbledon thì Chelsea đang được đánh giá là nhỉnh hơn đội khách về mọi mặt. Thứ hai nữa, trận đấu này Chelsea có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu á, thì mặc dù là cả hai đội ở 5 lượt trận thi đấu gần đây thì đều đang đạt phong độ rất là tốt, nhưng mà những chiến thắng của Wimbledon á thì nó cũng không mang lại quá nhiều ý nghĩa ở cuộc đối đầu này đâu, khi mà những chiến thắng của Wimbledon thì họ chỉ thắng những đội bóng hạng dưới mà thôi. Còn Chelsea hiện tại họ đang có phong độ tốt và trận đấu này Chelsea họ tiếp tục có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất và cái thành tích thi đấu trên sân nhà ở những lượt trận gần đây của Chelsea cũng khá tốt. Ở lượt trận này chỉ gặp một đối thủ cũng không quá mạnh ở hạng dưới là Wimbledon, thì đây sẽ là cái cơ hội để cho Chelsea có thêm một chiến thắng nữa để thẳng tiến vào vòng tiếp theo. Thì mặc dù mức kèo chấp hơi cao, tuy nhiên thì với đẳng cấp vượt trội cộng với hiệu suất ghi bàn tốt thời gian đây thì mình nghĩ là với mức kèo này Chelsea họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Chelsea chấp nhé, an toàn lựa Chelsea chấp 2 trái thôi. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 3,25 và 2,75. Thì cái lần gặp nhau gần nhất của hai đội thì có đến 5 bàn thắng được ghi và thời điểm hiện tại hai đội đang có phong độ tốt, thì mình nghĩ trận cầu này tiếp tục sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi và cũng không loại trừ khả năng là Chelsea trận đấu này họ sẽ tận dụng được triệt để lợi thế sân nhà của mình để có chiến thắng đậm trước Wimbledon không chừng. Dự đoán trận đấu này sẽ là 4-0 hoặc là 5-0 như vậy cho Chelsea. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên cho kèo tài nha. Nếu như trận đấu này các bạn thấy mức kèo cao quá, các bạn không dám vào Chelsea, các bạn canh tài còn 3 trái các bạn vào cũng được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 1 trái và tài xỉu là 1,5. Thì đó hiệp 1 với mọi thứ đều đang tốt hơn đối thủ và điểm tựa sân nhà thì Chelsea họ sẽ có 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Chelsea chấp nha và đã tài 1,5. Tóm lại trận đấu với chốt kèo là chọn Chelsea và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn.